chân vậy. Rất đơn giản nha các bạn. Các con cua này ốp nữa rồi, chắc là cua ốp cho nên phải thả thôi. Đây nè các bạn, đây chính là con cua cái nha, cua cái. Con này không có gạch nè. Khi chúng ta mua chúng ta coi gạch ở đây nha các bạn, gạch trong đây nè. Các bạn dòm ở đây không có chấm đỏ là con cua nó không có gạch nha. À, anh em trên cộng đồng mạng hay gọi là con cua này cua cái so nha các bạn. Cho nên mình ở quê cho nên con cua này không có gạch, cho nên mình sẽ thả lại nha. Và bây giờ mình sẽ thả con cua này và không có bán con cua này, đợi khi nào nó lên gạch thì mình sẽ bán, bắt và bán nó sẽ có giá hơn. Giờ mình thả nha các bạn. Đây rất là đơn giản nha các bạn, một con cua rất là to. Cần câu này lại cắn câu rồi các bạn ơi, và bây giờ mình xuống giật nè. Ô nó ăn hết mồi rồi, nhưng mà phải cắm lại cây câu khác. Cua cắn câu rồi các bạn ơi. Và bây giờ dở con cua lên nè. Nó các bạn thấy không? Nó đu theo gì đó. Giờ lấy dở dở. Đó các bạn thấy không? Nó đu theo gì đó. Giờ lấy dở dở. Thế là chính con cua. Đơn giản không? Đúng không các bạn? Rất dễ nha. Con cua quá bự luôn các bạn ạ. Cua rất là bự nha. Mình phải chói nó thôi các bạn ơi. Cua lại ăn nữa rồi các bạn ơi. Và bây giờ giật nè, nhổ cần câu lên trong tư thế sẵn sàng thôi, kéo con cua lên. Cua yếm vuông các bạn ơi.
lần này là cua con nha. Ô, cua đực, cua đực, cua đực cho mình vô thùng luôn đi, cua đực nha các bạn. Dạ thôi các bạn ơi, cua đã cắn cọc. Ô, chắc con này nhỏ rồi, mình nghịch nhẹ nè, mình không thấy nặng nha. Rồi ai nó nhục luôn rồi, à, xui quá, cắm lại thôi. Cua cắn câu rồi. Yeah, yeah. Im nha, im 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 im. Hụt quá. Nó kẹp luôn cái cục rồi nhả rồi. Cua rất là to luôn các bạn ơi. Đấy các bạn thấy không? Cái càng đó. Đó. Rất to luôn nha. Đấy, con này có 600-700 gram nha các bạn. Rất khủng. Ghê không? Nhìn ốc càng không? Có này nè. Mình bỏ vô thùng nha các bạn, hồi chối sao. Đây nè các bạn, câu cua mà dính được con ghẹ nha. What? What the fuck? Nó kẹp vô lưới à. Thả nha. Con cua mà dính ghẹ. Đấy, con ghẹ rất bự nha. To. Giờ bỏ nó vô thùng này. Cua lại cắn câu rồi. Các bạn, cái yếm của con cua này á, là con cua yếm vuông nha, chứ không phải con cua cái nha các bạn. Con cua cái thì con cua này nè, nó sẽ lột lên và trở thành lại con kêu cua cái, và cua cái sẽ thành lại cua gạch nha các bạn, cua gạch son á. Con này nhỏ quá, một hồi mình sẽ đem thả nó nha các bạn. Giờ đi tiếp thôi.